Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Cách chữa viêm họng, đau họng mãn tính hiệu quả chỉ với vài quả sung, bài thuốc hay mọi người nên biết. Viêm họng gây đau, ngứa rát cổ họng khiến bạn khó chịu, cần tìm cách chữa viêm họng nhanh khỏi nhưng không đến mức phải đi bác sĩ. Bằng những nguyên liệu tự nhiên rất dễ tìm thấy trong vườn nhà mình, bạn hoàn toàn có thể tự chữa viêm họng hiệu quả mà không cần dùng đến thuốc kháng sinh. Vậy nguyên liệu đó là gì và cách thực hiện như thế nào? Các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị cho cách chữa đau họng này là: thứ nhất là quả sung xanh. Bạn nên dùng quả sung còn tươi, tốt nhất là vừa được hái từ trên cây xuống. Thứ hai là một ít mồi trắng. Thứ ba là đường phèn. Đây là ba nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách chữa bệnh này. Cách các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên với quả sung, mình sẽ chuẩn bị một bát nước. Mình cho vào bát nước này một thìa muối và khuấy đều cho muối tan hoàn toàn trong nước. Rất đơn giản để chúng ta có một bát muối pha loãng. Giờ thì mình sẽ gọt bỏ phần vỏ ngoài của quả sung đi. Sau khi gọt xong thì bạn cho quả sung này vào bát muối pha loãng nhé. Chúng ta sẽ tiến hành làm như thế với số sung còn lại. Mình sẽ vớt sung ra một cái bát sạch. Công việc tiếp theo bây giờ là thái sung thành những lát mỏng. Với phần dung này, mình sẽ cho toàn bộ vào một cái xoong. Và đổ thêm một chút nước sạch vào. Bạn đổ ít thôi nhé. Sau đó bạn cho toàn bộ phần đường phèn mà chúng ta đã chuẩn bị vào. Giờ thì mình sẽ cho xoong này lên bếp và đun. Bạn nhớ đun nhỏ lửa thôi nhé, chúng ta sẽ đun cho đường tan chảy ra và khô dẻo lại.
Nội dung của chúng ta đang sôi rồi đây và các bạn cũng có thể thấy rằng đường phèn của chúng ta đã tan hết rồi phải không ạ? Các bạn cứ đảo đều tay cho không bị bén răng nhé. Các bạn có thể nhìn thấy đường của chúng ta đã tan hết và đang dẻo lại không? Hỗn hợp của chúng ta đang sắp được rồi đấy. Giờ thì mình sẽ tắt bếp đi và cho nồi xung này ra được rồi. Đây là xoong hỗn hợp mà chúng ta cần. Mình sẽ đổ ra một cái bát sạch. Các bạn có thể thấy đường phèn của chúng ta ở dạng đặc sệt. Đây chính là sản phẩm cuối cùng của chúng ta. Cách các bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Cách khoảng 30 đến 40 phút, bạn lấy một thìa ngậm trong miệng và nhai nuốt dần dần. Thông thường chỉ cần ngậm vài lần đã thấy cổ họng đỡ đau hẳn. Chỉ sau 1 đến 2 ngày áp dụng, đau ngứa, rát cổ họng sẽ không còn làm phiền bạn nữa. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.